Bạn đang đến với kênh YouTube báo VietNamNet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Mỹ lên dây cót, Nga ra đòn. Chiến trường Ukraine nóng bỏng với đạn pháo và tên lửa. Ngoại trưởng Nga nói chính quyền Kiev không quan tâm đến người dân Ukraine. Thụy Sĩ điều trực thăng quân đội, hộ tống lãnh đạo quốc tế tới dự hội nghị về Ukraine. Cố vấn của Tổng thống Zelensky nói Ukraine cần 60 máy bay chiến đấu từ phương Tây. Truyền thông Ukraine đưa tin, hãng công nghệ quốc phòng Mỹ General Dynamics vừa mở thêm một nhà máy ở Texas, tập trung vào sản xuất đạn pháo 155mm viện trợ cho Ukraine. Theo báo Pravda của Ukraine, Lầu Năm Góc đã đặt mục tiêu sản xuất tới 100.000 quả đạn pháo mỗi tháng vào cuối năm 2025 để cung ứng cho các vũ khí của Kiev. Các nhà máy của General Dynamics ở Cranston và Wisebury thuộc bang Pennsylvania đang sản xuất tổng cộng khoảng 36.000 quả đạn pháo mỗi tháng. Cơ sở mới ở bang Texas có thể xuất xưởng 30.000 sản phẩm mỗi tháng. Nhà máy có chi phí xây dựng hơn 500 triệu đô la Mỹ này ở Texas sẽ bao gồm 3 dây chuyền sản xuất và cung cấp 350 việc làm mới. Nó được thiết kế để sản xuất linh hoạt các loại đạn khác nhau, hỗ trợ đạt được các mục tiêu hiện đại hóa của quân đội. Một nhà máy sản xuất đạn dược khác đang được xây dựng ở Camden, bang Arkansas. Ngoài ra, Lầu Năm Góc có kế hoạch mở dây chuyền sản xuất đạn pháo thứ hai tại nhà máy quân sự ở Loba và mở lại một phần nhà máy ở Parsons, bang Kansas. Bộ Quốc phòng Nga hôm 30 tháng 5 tuyên bố, các hệ thống phòng không của nước này đã bắn chặn 8 tên lửa chiến thuật ATACMS do Mỹ sản xuất, cũng như 8 máy bay không người lái UAV của Ukraine tấn công các cơ sở của Nga ở Biển Đen, gần bán đảo Crimea. Quân đội Nga cũng cho biết đã loại bỏ 2 xuồng không người lái USV của đối phương đang tiến về phía Crimea. Cùng khoảng thời gian nói trên, các nhà chức trách không đề cập đến việc có tổn thất trong sự cố này hay không. Ngược lại, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine DIU đã tuyên bố, đơn vị đặc nhiệm do nhóm 13 của DIU đã sử dụng USV Hải quân Magura V-5 tập kích, phá hủy 2 tàu tấn công đổ bộ tốc độ cao Ternes của Moscow ở bán đảo Crimea đêm 29 tháng 5, rạng sáng 30 tháng 5. Ông Sergey Lavrov nói rằng đảng xung đột nắm quyền ở Ukraine đã khiến cho đàm phán hòa bình không thể thực hiện. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết chính quyền hiện tại ở Kiev đang thờ ơ với lợi ích của người dân Ukraine, đồng thời nhắc lại Moscow coi lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky là bất hợp pháp. Ukraine dự kiến tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 31 tháng 3, nhưng cuộc bỏ phiếu đã bị đình chỉ vô thời hạn do tình trạng thiết quân luật đang được áp đặt sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại quốc gia láng giềng vào tháng 2 năm 2022. Nhiệm kỳ của Tổng thống Zelensky đã hết hạn vào ngày 20 tháng 5. Trong cuộc phỏng vấn với Russia Segodnya được công bố ngày 30 tháng 5, ông Lavrov vẫn hoài nghi về một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột. Đảng này đang nắm quyền ở Kiev và theo cách nói của họ, họ đang cố gắng đạt được chiến thắng trên chiến trường. Thật khó có thể tưởng tượng được đối thoại về hòa bình trong bối cảnh như vậy. Ông nói thêm rằng triển vọng của các cuộc đàm phán trong tương lai còn phức tạp hơn bởi sắc lệnh năm 2022 của Tổng thống Zelensky về việc không thể đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Về tình trạng hiện tại của ông Zelensky, ông Lavrov dẫn lại cuộc họp báo gần đây của Tổng thống Putin. Trong đó, Tổng thống Nga cho rằng ông Zelensky không còn là nhà lãnh đạo hợp pháp. Ông Lavrov nói, chúng tôi hy vọng rằng sớm hay muộn ở Ukraine sẽ xuất hiện những chủ thể chính trị không thờ ơ với lợi ích của người dân. Hiện tại chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục hoạt động quân sự đặc biệt cho đến khi đạt được mục tiêu. Để ngoại giao thành công, phương Tây phải ngừng bơm vũ khí cho Ukraine và Kiev phải ngừng giao tranh. Ngoại trưởng Nga nêu rõ, điều này diễn ra càng nhanh thì việc dàn xếp chính trị sẽ bắt đầu càng sớm. Phát biểu với các phóng viên hôm 28 tháng 5, Tổng thống Putin lập luận rằng đạo luật điều chỉnh thiết quân luật của Ukraine trái ngược với hiến pháp Ukraine vì hiến pháp không đề cập đến việc gia hạn nhiệm kỳ tổng thống. Trích dẫn một số phân tích sơ bộ, ông Putin cho rằng phát ngôn viên của Quốc hội Ukraine Verkhovna Rada có quyền lực hợp pháp duy nhất ở nước này, chứ không phải ông Zelensky. Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk đã viết trên Facebook hôm 29 tháng 5 rằng ông Volodymyr Zelensky sẽ tiếp tục giữ chức Tổng thống Ukraine cho đến khi kết thúc thiết quân luật. Tất cả đều tuân theo hiến pháp và luật pháp Ukraine. Các cuộc đàm phán có ý nghĩa giữa Nga và Ukraine đã đổ vỡ vào mùa xuân năm 2022. sau khi Kiev ngừng tham gia vào lời khuyên của Vương quốc Anh. Tổng thống Putin đã bác bỏ hội nghị thượng đỉnh tổ chức vào tháng 6 tới ở Thụy Sĩ, coi đây là nỗ lực gây sức ép, buộc Nga phải chấp nhận các yêu cầu của Kiev. Nga chưa được mời tham gia đàm phán. Máy bay trực thăng và đoàn xe của quân đội Thụy Sĩ sẽ hộ tống những quan chức và nhà lãnh đạo quốc tế tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Ukraine ở Bürgenstock. Cảnh sát trưởng bang Nick Gordon, Stefan Grider cho biết, một sân bay trực thăng riêng sẽ được dựng lên để sử dụng trong quá trình hộ tống các nhà lãnh đạo quốc tế từ sân bay Kloten đến địa điểm tổ chức hội nghị. Ông cũng cho biết, cư dân ở khu vực gần khách sạn nơi tổ chức hội nghị trong 2 ngày 15 và 16 tháng 6 sẽ được phát thẻ để về nhà. Cảnh sát từ tất cả các bang của Thụy Sĩ sẽ được điều động để đảm bảo an ninh cho các phái đoàn nước ngoài. Chiến dịch này có mật danh là Trident 24, ám chỉ cây đinh ba trên quốc huy của Ukraine. Thụy Sĩ trước đó cho biết họ sẽ hạn chế sử dụng không phận trên Bürgenstock trong những ngày diễn ra hội nghị và triển khai tới 4.000 binh sĩ để đảm bảo an ninh. Văn phòng Bảo vệ Dân sự Liên bang đã được giao nhiệm vụ hỗ trợ an ninh, thông tin liên lạc trong sự kiện. Cơ quan này cũng sẽ đảm nhiệm việc ứng phó với các sự cố hạt nhân, sinh học và hóa học, đồng thời tăng cường giám sát phát thải phóng xạ. Trung tâm An ninh Quốc gia sẽ tạo ra một nền tảng liên lạc chung cho các cơ quan tham gia tổ chức hội nghị. Nền tảng này sẽ được sử dụng để đánh giá các mối đe dọa tiềm ẩn trên không gian mạng. Cơ quan tình báo Thụy Sĩ sẽ hỗ trợ cho các cơ quan có thẩm quyền đánh giá tình hình trong mạng lưới tình báo tích hợp. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ trước đó cho biết, Bern đã mời hơn 160 phái đoàn tới dự hội nghị ở thành phố Bürgenstock, bao gồm các phái đoàn từ các nước G7, G20 và BRICS. Theo các quan chức Thụy Sĩ, Nga không được mời. Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẽ không tham gia nếu nước này không được chào đón tại hội nghị. Quan chức Ukraine tuyên bố Kiev cần ít nhất 60 máy bay chiến đấu của phương Tây để ngăn cản bước tiến của lực lượng Nga. Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Mykhailo Podolyak cho biết Kiev cần ít nhất 60 máy bay chiến đấu của phương Tây để bảo vệ tiền tuyến. Để bao quát toàn bộ mặt trận, 100 đến 120 máy bay, như vậy sẽ là giải pháp tối ưu. Hồi đầu tháng này, quân đội Nga đã mở rộng một cuộc tấn công quy mô lớn vào vùng Kharkov của Ukraine với hơn 30.000 binh sĩ tham gia. Nga sẽ giữ quyền kiểm soát hàng chục thị trấn, buộc lực lượng Ukraine phải rút lui khỏi nhiều cứ điểm trọng yếu. Ông Mikhail Podolyak đã nhấn mạnh rằng hiện tại quân đội Nga có lợi thế tuyệt đối về đạn pháo, tên lửa và họ sẽ cố gắng tiến dọc theo tiền tuyến. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào tuần trước đã nói với Reuters rằng Ukraine cần thêm hệ thống phòng không và máy bay chiến đấu từ các nước phương Tây để đạt được sự ngang bằng với Nga. Lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, để Nga không thể chiếm ưu thế trên không, Kiev cần được cung cấp từ 120 đến 130 máy bay chiến đấu hiện đại, bao gồm cả máy bay chiến đấu F-16. Đầu tuần qua, Bộ Ngoại giao Bỉ thông báo nước này có kế hoạch chuyển gần 30 chiến đấu F-16 cho Ukraine từ nay đến hết năm 2028. Những chiếc tiêm kích đầu tiên sẽ có mặt ở Kiev vào cuối năm nay. Bỉ, Hà Lan, Đan Mạch và Na Uy cũng cam kết cung cấp cho Ukraine hàng chục máy bay F-16 thế hệ thứ tư do Mỹ sản xuất. Như vậy, tính đến lô hàng máy bay chiến đấu mới được công bố, Kiev dự kiến sẽ nhận được hơn 100 máy bay loại này. Nga đã nhiều lần cảnh báo phương Tây rằng việc cung cấp F-16 cho Ukraine mang đến những rủi ro to lớn. Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố, nếu các máy bay này được sử dụng từ sân bay của các nước thứ ba, chúng sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo VietNamNet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!